Chỉ với một vài thao tác đơn giản, chị Hồ Thị Thương, chi hội trưởng phụ nữ thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, đã có thể dễ dàng thông báo các nội dung kế hoạch tuyên truyền tới chị em trong nhóm phụ nữ thôn. Làm công tác phụ nữ từ năm 2019 tại địa bàn vùng núi, điều khó khăn nhất đối với chị là việc tập hợp chị em, trao đổi công việc và mạnh dạn chia sẻ các ý kiến liên quan. Và điều này đã trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn khi chị áp dụng công nghệ số, sử dụng điện thoại thông minh, thành lập các hội nhóm Zalo, Facebook, trao đổi, triển khai công tác hội. Trước đây em hay đi làm xa, nhiều khi có việc họp hành trong thôn, trong xã thì không biết. Từ khi có nhóm Zalo, Facebook là mình tham gia nhóm với chị em là mình có thể mình... mấy hội phụ nữ là có nhắn tin hay là gửi qua Zalo là nhắn cho mình là có thể mình đi làm về mình có thể mình biết mở máy là mình có thể thấy là hôm nay là đi họp để mình có thể biết là mình đi họp được. Khi thành lập được nhóm, tôi cảm thấy triệu tập họp hành của chị em dễ dàng hơn. Tôi thường cập nhật thông tin về chính sách của phụ nữ, video về bình đẳng giới, việc làm ăn hiệu quả để chị em nắm bắt được thông tin nhiều hơn. Tận dụng những tiện ích về công nghệ thông tin để phục vụ cho công việc sản xuất hay nhu cầu sinh hoạt đang trở thành xu hướng tích cực, được ứng dụng rộng rãi tại các chi hội phụ nữ trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Chi hội phụ nữ của 19 xã và 2 thị trấn đều có các trang fanpage, thường xuyên tổ chức các cuộc thi trực tuyến, đăng tải các hoạt động của hội, phát livestream các hoạt động. Từ chỗ ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các lớp tập huấn trực tuyến, thành lập các nhóm Facebook, Zalo để trao đổi thông tin trong công tác hội và phong trào phụ nữ đã thu hút sự tham gia đông đảo của các chị em vào các phong trào. Và trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chị em cán bộ hội viên trong công tác chuyển đổi số và tập trung bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp hội, cho chị em hội viên phụ nữ, đặc biệt là các chị em hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số. Công nghệ số đang ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống, đặc biệt đối với địa bàn vùng núi, ứng dụng chuyển đổi số góp phần giúp công tác hội phụ nữ trở nên dễ dàng hơn trong việc tập hợp các chị em, từ đó giúp các hoạt động của hội trở nên tiết kiệm, hiệu quả, góp phần vào quá trình xây dựng quê hương ngày càng phát triển.